Lớp tôi khi bình thường và dự giờ. Ai bảo thế? Ronaldo ở màu đỏ nhanh á. Đây, Ronaldo. Đấy. Chúng bảo lớp tư luôn ấy, giờ bằng tay cái chữ nào mà mừng như cái trò đấy ạ. Chủ nhiệm ấy, chủ năm rồi mà tôi chưa từng thấy cái lớp nào nó ồn ào như cái lớp này. Những cái lớp trước tôi chủ nhiệm ấy. Đấy đấy chứ, kiểu gì bị mời phụ huynh cho mà xem. Thế tại ai? Hóa ra đừng mà lấn bảng người ta. Thầy có dám nào phản ánh. Tôi đi dọc cái dãy hành lang này có thấy lớp nào ông chăm chỉ học bài. Cứ đi đến cái lớp mình cái là không thấy anh chị nào ngồi bàn học cả. Mà cũng có phải học hành giỏi giác gì đâu. Mô nghe anh chị nào chủ nhiệm đi nhờ. Và để từ thế chứ, thế này con chưa lau đi ạ. Khi có giáo viên dự giờ. Dạ em mời thầy vào ạ. Ồ, sao đâu có thầy đến dự giờ kìa. Em học sinh thân mến, lớp mình hôm nay thật vinh dự khi có thầy hiệu trưởng đến dự giờ. Em cho thầy một tràng pháo tay nha. Hôm nay lớp mình sẽ học bài mới luôn mà cô sẽ không kiểm tra bài cũ nữa. Cô tin là với tinh thần hiếu học của lớp mình thì các em đều làm bài tập về nhà rồi đúng không nào? Đâu, bạn Cường chưa làm bài tập về nhà đâu cô ạ. Ok, cả bạn Trang nữa cô ạ. Không phải thế đâu cô ạ, em ghi được cái đề bài rồi, em chỉ chưa điền đáp án thôi. Chết tức. Các em thật là khéo đùa, chứ vừa nãy cô kiểm tra các em đều làm bài tập hết rồi mà. Các em học sinh thân mến, để bài học hôm nay của chúng ta trở nên thật là thú vị thì cô đã chuẩn bị một trò chơi cho bạn nào trả lời đúng. Có bạn nào muốn chơi không nào? Chắc là chỉ chơi cho vui thôi chứ không có quà đâu. Chả thế thì sao? Nghĩ gì cô tặng quà cho bọn mình? Câu hỏi lại nữa, có bạn nào muốn chơi không? Dạ có ạ. Ôi, lớp mình thật là có tinh thần học tập. Bây giờ cô trò mình sẽ đến với câu hỏi đầu tiên luôn nha. Bạn nào xung phong nào? Tía, xung phong đi. Biết đâu hôm nay có thầy hiệu trưởng, cô chơi lớn thì sao? Ê, em cô ơi. Cô mời bạn Cường nào. Bây giờ Cường giải cho cô bài toán này nhá. Dạ vâng ạ. Wow, bạn Cường của chúng ta trả lời vô cùng nhanh và đáp án này thì vô cùng chính xác luôn. Và theo như lời cô đã hứa thì bây giờ cô sẽ tặng quà cho bạn Cường nha các em. Đầu tiên cô chuyển vào Poka Việt Nam, sau đấy thì làm theo các bước, chụp tắt một cái là xong. Đấy, thôi rồi, em cứ về chỗ đi, phần còn lại để cô. Thử thế nào, câu hỏi dễ rồi. Bây giờ chỉ cần gửi hình vào post của Poka và chờ cơ hội may mắn để nhận quà là xong. Thế có bạn nào xung phong nữa không nhỉ? Em cô ơi, em. Cô mời bạn Trang. Câu hỏi như sau, em hãy nêu ví dụ về câu nói trường học là ngôi nhà thứ hai của học sinh. Ô, có câu như thế thật hả cô? Ừ đúng rồi, cô vẫn hay nói với các em hãy coi lớp học là nhà mà. À, thế thì em biết rồi, cô đợi em một lát nhá. Đấy các em thấy không, tinh thần học tập của bạn Trang thật là đáng ngưỡng mộ. Các em hãy chờ xem ví dụ của bạn ấy là gì nha. Đấy đấy, mọi người cứ đi vào đây, từ nay á, chỗ này là nhà của ba bà cháu mình. Ây da, xem ra rộng rãi thoáng mát gớm nhỉ. Thế sao em lại dẫn bà với mẹ em đến đây làm gì? Thì cô vừa mới bảo với em là cứ coi lớp học như là nhà gì nữa. Mày quá, thế là từ nay á, em đỡ phải dậy sớm đi học cô ạ. Thế này từ nay mà đỡ phải dậy sớm đưa con Trang đi học rồi. Từ nay tao cũng không phải dậy sớm để gọi mày dậy sớm để đưa nó đi học sớm rồi.